Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các con đã quay trở lại với tiết học toán cùng với cô Giang. Và để bắt đầu một tiết học mới, như thường lệ, các con hãy chuẩn bị cho cô bút, giấy nháp và vở ghi nhé. Bây giờ cô sẽ dành cho con 1 phút để chuẩn bị những đồ dùng học tập này nào. Ở buổi học ngày hôm trước thì chúng mình đã được học phép tính nhân một số thập phân với một số tự nhiên. Ở buổi học ngày hôm nay thì chúng mình vẫn học phép tính nhân số thập phân với một số tự nhiên. Tuy nhiên là những số tự nhiên này có điểm đặc biệt. Và điểm đặc biệt đó là gì? Chúng mình sẽ học bài nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, vân vân, trang 57. Ở bài học này thì chúng mình có những kiến thức trọng tâm như sau. Một là đầu tiên là chúng mình sẽ được học về quy tắc nhân nhẩm với 10, 100, 1000. Hai là củng cố kỹ năng nhân một số thập phân với một số tự nhiên. Và ba là củng cố kỹ năng viết các số đo đại lượng dưới dạng số đo, dưới dạng số thập phân. Bây giờ chúng mình cùng học quy tắc nhân nhẩm với 10, 100, 1000 nhé. Bây giờ cô có một ví dụ như sau, các con theo dõi ví dụ của cô. Ví dụ, cô muốn thực hiện phép tính nhân 27,867 nhân với 10. 27,867 nhân với 10 thì đầu tiên chúng mình cần phải đặt tính 27,867 nhân 10. Sau đó thì chúng mình cùng thực hiện phép tính này nhé. 10, khi nhân một số với 10 thì đầu tiên chúng mình sẽ viết một số 0 trước, phải không nào? Sau đó thì 1 nhân với 27,867 thì sẽ bằng, mình sẽ viết 27,867 như sau. Đầu tiên chúng mình viết một số 0 trước này. Khi nhân với 10 thì đầu tiên chúng mình viết một số 0 trước đã. Sau đó mình lấy ở phần trục là 1 nhân với lần lượt từng số. 1 x 7 bằng 7 viết 7 này. 1 x 6 bằng 6 viết 6 này. 1 x 8 bằng 8 viết 8 này. 1 x 7 bằng 7 cô viết 7 này. Và 1 x 2 bằng 2 cô viết 2 này. Sau đó thì chúng mình sẽ đặt dấu phẩy nhé. Ở đây có 3 chữ số ở phần thập phân. Vì vậy chúng mình cũng sẽ đếm ở tích 3 chữ số ở phần thập phân và viết dấu phẩy để ngăn cách phần nguyên và phần thập phân. 1, 2, 3. Vậy cô sẽ đặt dấu phẩy ở đây. Vậy là 27,867 nhân với 10 bằng 278,67. Hoặc là chúng mình có thể viết là 278,670. Rồi bây giờ các con cùng nhận xét ở phần ở thừa số thứ nhất là 27,867 và tích có điểm gì đặc biệt. Đây. Đây là thừa số thứ nhất và đây là tích, các con thấy có điểm gì đặc biệt? À, chúng mình cùng nhìn vào dấu phẩy nhá. Chúng mình nhìn xem dấu phẩy đã có điểm gì khác biệt với nhau. Ở thừa số thì dấu phẩy là đặt ở 3 chữ số đếm từ phải sang, còn ở tích thì đặt 2 chữ số ở từ phải sang. Vậy là dấu phẩy đã bị thay đổi. Và thay đổi như thế nào các con? À, dấu phẩy ở đây thì đã được dịch chuyển sang bên phải mấy chữ số? Sang bên phải một chữ số, phải không nào? Vậy là so với thừa số thì tích, dấu phẩy của ở tích đã thay đổi. Và thay đổi là dịch chuyển sang bên phải một thừa số. Vậy cô có nhận xét như sau. Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên phải một chữ số thì ta sẽ được số 278,67, không nào? Vậy là khi cô nhân với 10 thì cô có thể dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số. Tiếp tục, cô có ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai của cô như sau. Cô có số 53,286 nhân với 100. Bây giờ chúng mình cùng thực hiện phép tính này nhé. Đầu tiên chúng mình đặt tính này, 53,286 nhân với 100. Và cách tính thì chúng mình sẽ tính như thế nào? Khi nhân với 100 thì đầu tiên chúng mình cứ viết 2 số 0 đã. Viết 2 số 0 phải không nào? Sau đó thì chúng mình sẽ lấy ở phần trăm là 1 nhân với các chữ số ở đây. 1 x 6 bằng 6, cô viết 6 này. 1 x 8 bằng 8, cô viết 8 này. 1 x 2 bằng 2, cô viết 2. 1 x 3 bằng 3, cô viết 3. 1 x 5 bằng 5, viết 5. Sau đó chúng mình cùng đặt dấu phẩy nhé. Ở đây có 3 chữ số sau dấu phẩy.
Vì vậy, tích cũng sẽ có 3 chữ số sau dấu phẩy. Chúng mình cùng đếm này. 1, 2, 3. Vậy là chúng mình sẽ đặt dấu phẩy ở đây. Vậy là tích 53,286 nhân với 100 sẽ bằng 5.328,600. Hay là chúng mình có thể viết gọn lại như thế nào? Chúng mình có thể bỏ những chữ số 0 ở tận cùng phía bên phải phần tập phân đi. Vậy là 53,286 nhân với 100 sẽ bằng 5.328,6. Bây giờ các con cùng nhận xét cho cô ở thừa số và tích có điểm gì đặc biệt. À, tương tự ở phía bên trên thì chúng mình thấy nhá, thừa số và tích thì các chữ số giống nhau, chỉ khác nhau ở dấu phẩy, vị trí của dấu phẩy. Ở đây thừa số đầu tiên thì ở dấu phẩy đặt 3 chữ số ở phần thập phân, còn đây chỉ có 1 chữ số ở phần thập phân thôi. Vậy là vị trí của dấu phẩy đã thay đổi rồi. Và thay đổi như thế nào các con? Dấu phẩy từ đây sang đây đã được dịch chuyển sang bên phải mấy chữ số? Dịch chuyển sang bên phải 2 chữ số. Vậy là ta có nhận xét, nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang bên phải một chữ số thì ta sẽ được 5.328,6. Từ đó thì chúng mình có nhận xét như thế nào? Nếu chúng mình muốn nhân một số thập phân với 100 thì chúng mình sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải 2 chữ số, bởi vì 100 ở đây có 2 chữ số 0. Nếu nhân với 10 thì mình sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải 1 chữ số, bởi vì số 10 có 1 chữ số ở phần thập phân. Từ đó thì cô đưa ra kết luận như sau. Nhận xét của cô như sau. Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải 1, 2, 3 chữ số. Có nghĩa là sao hả các con? Có nghĩa là khi các con nhân một chữ số thập phân với 10 thì các con sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số. Các con nhân với 100 thì các con sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải 2 chữ số. Các con nhân với 1000 thì các con sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải 3 chữ số. Ví dụ như ở đây là 53,286 cô nhân với 100 thì cô sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải 2 chữ số. Cô sẽ dịch chuyển như thế nào? Đây nhá, dấu phẩy đang ở đây phải không nào? Cô dịch chuyển nhá. 1, 2, vậy cô sẽ viết dấu phẩy ở đây. Ra được kết quả bằng 5.328,6. Nếu nhân với 1.000, giả dụ số này nhân với 1.000 thì sao? 53,286 nhân với 1.000. 1.000 có 3 chữ số 0. Vì vậy cô sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải 3 chữ số. Dấu phẩy đang ở đây phải không nào? Dịch chuyển nhá, 3 chữ số. 1, 2, 3. Vậy là dịch chuyển đến sau số 6. Và nếu dấu phẩy ở tận cùng thì mình có thể bỏ đi, mình không viết nữa. Vậy là 53,286 nhân với 1.000 sẽ bằng 53.286. Các con đã hiểu chưa nào? Vậy là khi nhân nhầm với 10, 100, 1.000 mà các số thập phân nhân nhầm với 10, 100, 1.000 thì chúng mình chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải. Chữ số tự nhiên đó, nếu có một chữ số 0 thì dịch chuyển sang bên phải một chữ số, hai chữ số thì dịch chuyển sang bên phải hai chữ số, và tương tự như vậy làm các số tiếp theo. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện tập để củng cố sâu hơn những kiến thức này nhé. Bài tập 1 của cô có yêu cầu là nhân nhẩm gồm 2 phần, 3 phần, phần A, phần B và phần C. Cô xin lỗi, ở đây là phần C nhé. Đầu tiên này, chúng mình cùng thực hiện các phép tính nhé. 1,4 nhân với 10. Khi nhân với 10 thì chúng mình sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số. 1,4 nhân 10 thì dịch từ đây sang đây bằng, và chữ số phẩy, dấu phẩy ở tận cùng chúng mình có thể bỏ đi. Vậy 1,4 nhân 10 bằng 14. Tiếp tục 2,1 nhân với 100. 2,1 nhân với 100, các con tưởng tượng nhá. 2,1 thì cô có thể viết thành 2, phải thêm một chữ số 0 nữa bằng 2,10 phải không nào? Khi nhân với 100 thì chúng mình sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải 2 chữ số. Vậy là dấu phẩy sẽ ở đây. Khi dấu phẩy ở tận cùng thì sẽ viết bằng 210. Nghĩa là nếu ở phần tập phân mà ít chữ số hơn so với các số 0 ở đây thì chúng mình có thể viết thêm chữ số 0 ở phần tập phân để chúng mình dịch chuyển dấu phẩy nhé. Hoặc là chúng mình nghĩ đơn giản này, khi nhân với 100 thì chúng mình phải dịch chuyển sang bên phải 2 chữ số. Khi dịch chuyển đến 1 là được 1 chữ số này, không còn chữ số nào nữa thì mình thêm số 0 vào. Vậy 2,1 nhân với 100 bằng 210. 7,2 nhân với 1.000 thì 7,2 thì cô viết sẽ bằng 7,200.
Sau đó nhân với 1.000, 1.000 có 3 chữ số 0. Vậy thì chuyển sang bên phải 3 chữ số 1, 2, 3. Vậy dấu phẩy sẽ nằm ở đây. Và khi dấu phẩy nằm ở tận cùng thì chúng mình có thể không viết dấu phẩy nữa. Ra được số tự nhiên bằng 7.200. Tương tự với phần B và phần C, các con cùng tự làm phần B và phần C vào vở nhé. Trước khi làm bài tập 1, các con nhớ ghi tên đề bài của ngày hôm nay, chép lại phần A và làm phần B, phần C vào vở cho cô. Rồi các con cùng làm bài tập nào. Rồi các con theo dõi lên bảng xem cô chữ bài nhé. 9,63 x 10. 9,63 x 10 thì chúng mình dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số. Bằng 96,3. 25,08 nhân với 100 thì mình sẽ dịch chuyển sang bên phải hai chữ số, bằng 25, dịch chuyển từ đây 1, 2 sang bên này, vậy là bằng 2.508. 5,32 nhân với 1.000 thì bằng 5,320, dịch chuyển 3 chữ số nên cô thêm một chữ số 0 vào để cô dịch chuyển. Vậy là số phẩy sẽ nằm ở tận cùng. Vậy thì viết sẽ bằng 5.320. Khi nhân nhẩm thì các con chỉ việc đặt dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải. 5.3328 nhân 10 thì dịch chuyển sẽ bằng 53,28. 4.061 nhân 1 061 nhân với 100 thì sẽ bằng 406,1. 0,894 nhân với 1.000, 123, vậy dấu phẩy nằm ở cuối cùng, bằng 894. Rồi, vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 1 là nhân nhẩm. Qua bài tập này thì chúng mình đã được luyện tập nhân một số thập phân với 10, 100, 1.000. Và chúng mình chỉ cần phải thực hiện là đếm các chữ số 0. Sau đó chúng mình dịch chuyển sang bên phải tương ứng từng ấy chữ số. Với những trường hợp mà ở phần thập phân có ít chữ số hơn so với các chữ số 0 ở đây và chúng mình đang phân vân không biết dịch chuyển thế nào thì chúng mình cứ viết thêm chữ số 0 ở sau phần thập phân và chúng mình dịch chuyển thôi. Bởi vì sao? Khi viết thêm chữ số 0 ở đằng sau phần thập phân thì số thập phân đó không thay đổi. Ví dụ như ở đây, cô có 7,2 nhân 1.000. Vậy cô sẽ phải dịch chuyển sang bên phải 3 chữ số. Tuy nhiên 7,2 chỉ có 1 chữ số ở phần thập phân thôi. Vậy nên cô đã thêm 2 chữ số 0 nữa. Sau đó thì cô dịch chuyển 1, 2, 3. Vậy là dấu phẩy sẽ nằm ở cuối cùng. Khi nằm ở cuối cùng thì chúng mình không cần phải viết nữa và chúng mình viết số tự nhiên là 7.200. Các con đã hiểu cách thực hiện bài tập này chưa? Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập 1 rồi, chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 2 nhé. Bài tập 2 của cô có yêu cầu là viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là cm. Vậy ở đây cô có 4 câu. Chúng mình cần phải đổi những đơn vị đo này sang đơn vị đo cm. Bây giờ cô sẽ đổi mẫu cho con một câu và con cùng thực hiện nhé. Bây giờ cô sẽ đổi mẫu cho con câu đầu tiên nào. 10,4 dm đổi sang cm. Từ dm sang cm thì chúng mình sẽ thực hiện phép tính nhân với 10. 10,4 nhân với 10 thì chúng mình dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số. Vậy dấu phẩy sẽ nằm ở đây. Vậy là 10,4 khi dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số sẽ bằng 104 và 10,4 dm bằng 104 cm. Tương tự với những câu còn lại nào. Với những câu là mét thì chúng mình sẽ nhân với 100. Những câu là dm thì chúng mình sẽ nhân với 10. Bây giờ con hãy lấy vở ra và làm bài tập 2 vào vở cho cô nào. Bây giờ chúng mình cùng thử chữa bài tập 2 nhé. 12,6m đổi ra cm sẽ bằng 12,6 nhân với 100. Nào. Vậy thì cô sẽ thêm một chữ số 0 ở đây nữa để cô dịch chuyển nhá. Khi nhân với 100 thì chúng mình sẽ dịch chuyển sang bên phải hai chữ số. 1 2 sang bên này thì sẽ bằng 1260 cm. Tiếp theo 0,856m nhân với 100 thì dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải hai chữ số 1, 2. Vậy là dấu phẩy sẽ nằm ở đây. Dấu phẩy từ đây chuyển sang nằm ở đây. Vậy bằng 85,6cm. Và câu cuối cùng thì chúng mình dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số. 5,75 dịch chuyển sang bên phải một chữ số sẽ bằng 57,5cm.
Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2. Qua bài tập này thì chúng mình đã được ôn tập lại đổi đơn vị đo này, cách viết đơn vị đo dưới dạng số thập phân. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 3 nào. Bài tập số 3 là một bài giải toán có lời văn. Các con cùng đọc thẩm yêu cầu bài tập số 3 với cô nhé. Một can nhựa chứa 10 lít dầu hỏa. Biết 1 lít dầu hỏa cân nặng 0,8 kg, can rỗng cân nặng 1,3 kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu kg? Vậy là một can nhựa chứa 10 lít dầu hỏa này. Biết 1 lít dầu hỏa cân nặng 0,8 kg. 10 lít dầu hỏa, 1 lít thì cân nặng 0,8 kg. Can rỗng thì cân nặng 1,3 kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu kg? Các con hiểu can dầu hỏa này là cái gì? À, can dầu hỏa này sẽ bao gồm cả phần can rỗng là 1,3 kg và cả phần cân nặng của dầu hỏa. Cân nặng của dầu hỏa ở đây thì chúng mình chưa biết được, bởi vì chúng mình chỉ biết là 1 lít thì cân nặng 0,8 kg. Chúng mình chưa biết 10 lít sẽ cân nặng bao nhiêu kg. Vậy đầu tiên chúng mình cần phải tính xem là 10 lít dầu hỏa thì sẽ cân nặng bao nhiêu kg bằng phép tính gì ạ con? 1 lít thì cân nặng 0,8 kg. Vậy 10 lít thì sẽ bằng 0,8 nhân với 10 và ra được kết quả. Sau khi ra kết quả xong thì can dầu hỏa đó chúng mình còn phải cộng với cái phần can rỗng nữa. Bởi vì nếu mà không có can thì làm sao mà có thể đựng được dầu hỏa, phải không nào con? Có nghĩa một cái can rỗng là một cái can không đựng gì. Nếu nó không đựng gì thì nó đã cân nặng bằng 1,3 kg rồi. Vậy là bài tập này chúng mình sẽ có hai phép tính. Phép tính đầu tiên là lời giải đầu tiên, chúng mình sẽ tìm xem là 10 lít dầu hỏa cân nặng bao nhiêu kg. Phép tính ở đây sẽ bằng 0,8 nhân với 10. Và phép tính thứ hai cũng là phép tính cuối cùng để trả lời yêu cầu của đề bài, đó chính là can dầu hỏa đó cân nặng số kg là. Can dầu hỏa đó cân nặng số kg là thì sẽ là phép tính cộng. Chúng mình sẽ cộng phần can rỗng là 1,3 kg này cộng với phần cân nặng 10 lít dầu hỏa cân nặng bao nhiêu kg ở phép tính mà chúng mình vừa tính. Chúng mình có hai phép tính, một là nhân và hai là cộng. Giờ các con hãy lấy vở ra và làm bài tập số 3 vào vở cho cô nào. Bây giờ con cùng theo dõi lên bảng xem cô chữa bài nhá. Lời giải đầu tiên thì cô đã nói rồi là gì? 10 lít dầu hỏa cân nặng là, phép tính sẽ bằng 0,8 nhân với 10 và bằng 8 kg. Chúng mình dịch chuyển dấu phẩy sang bên này một chữ số, phải một chữ số, bằng 8 kg. Sau khi tính được 10 lít dầu hỏa cân nặng rồi thì chúng mình sẽ tính được cả can cân nặng bao nhiêu. Vậy là can dầu hỏa đó cân nặng là, phép tính ở đây sẽ là phép tính cộng. Chúng mình sẽ lấy cân nặng của 10 lít dầu hỏa cộng với cân nặng của can rỗng, có nghĩa là can không đựng gì. 8 cộng 1,3 thì ra được kết quả bằng 9,3 kg. Và đáp số sẽ là 9,3 kg. Vậy là bài tập số 3 thì chúng mình không chỉ được ôn tập lại về cách nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 mà chúng mình còn được ôn tập cộng số thập phân với một số tự nhiên. Bài tập số 3 này thì cũng đã kết thúc tiết học ngày hôm nay. Qua tiết học này thì các con đã được học tập về cách nhân nhẩm một số thập phân với một số tự nhiên, viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân, và cũng như là ôn tập lại về phép tính cộng số thập phân với một số tự nhiên và vận dụng những kiến thức này để giải những bài toán có liên quan. Về nhà thì con hãy ôn tập lại cho cô thật kỹ cách nhân một số thập phân với 10, 100, 1000. Đó chính là gì? Chúng mình chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải. Nếu không đủ chữ số để dịch chuyển thì chúng mình có thể viết thêm chữ số 0 để mình dịch chuyển các con nhé. Về nhà các con hãy học tập lại thật kỹ này, làm những bài tập. Và cô chúc rằng là các con sẽ có những tiết học vui và bổ ích nữa. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.